20 này năm 2003, Didier Drogba ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển bờ biển Nga trong trận giao hữu với Cameroon. Đó là trận đấu nhằm chuẩn bị cho vòng loại CAN 2004. Trước hơn 3.000 khán giả có mặt tại sân Stade Gaston Petit của Cameroon, những chú voi đã nghiền nát những chú sư tử với tỷ số 3-0. Tiền đạo đang thuộc biên chế Marseille lúc đó, Drogba là người nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách. Tại vòng loại CAN 2004 sau đó, Drogba đã đóng góp thêm 3 bàn thắng nữa cho bờ biển Nga, nhưng rốt cuộc, những chú voi vẫn không thể góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất lục địa đen. Anh chia tay đội tuyển vào năm 2015 và trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử bóng đá nước này với 65 bàn sau 105 trận.